Anh Huỳnh Giáo Ngọc Khôi thân mến, được biết là công ty tư vấn du học Tân Đại Dương là đại diện tuyển sinh chính thức của JCU tại Việt Nam. Như vậy thì anh có thể giới thiệu sơ qua về các chương trình học cũng như là học phí của trường JAMCOOK để cho các bạn được biết ạ. Tân Đại Dương cũng xin chia sẻ thêm về cái chương trình đào tạo của JAMCOOK Singapore. Đó là cái khóa học tiếng Anh thì học phí 3.210 đô la Singapore mỗi một cấp độ. Khóa dự bị đại học thì dành cho học sinh học hết lớp 11 ở Việt Nam, học phí chỉ có 10.282 đô la Singapore học trong 8 tháng. Với khóa học cử nhân chuyên ngành thì có như là quản trị kinh doanh thương mại quốc tế, quản trị doanh nghiệp, quản lý du lịch quốc tế, quản lý khách sạn, quản trị marketing, công nghệ thông tin hay là tâm lý học. Và học phí là 4.764 đô la Singapore, bạn sẽ học trong vòng 2 năm. Với khóa học và bậc thạc sĩ thì có MBA chuyên ngành về tài chính, kế toán, marketing, quản trị nguồn nhân lực, quản trị du lịch khách sạn, bằng kép MBA và thạc sĩ công nghệ thông tin về chuyên ngành thương mại điện tử. Mức học phí là 32.100 đô la Singapore một năm. Phần khai giảng thì thông thường sẽ khai giảng vào tháng 3, tháng 7 và tháng 10. Và đặc biệt là đối với khóa tiếng Anh thì có đến 6 kỳ nhập học là tháng 1, tháng 3, tháng 5, 7, 8 và tháng 10 nữa. Nếu mà các bạn muốn biết thêm chi tiết thì các bạn có thể truy cập website tandaiduong.edu.vn hoặc là tddvn.com.